Chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với channel Tiền Thực Toán. Mình là Hoàng Thế Đức. Hôm nay là ngày 7 tháng 1, 2023. Đức sẽ làm một cái video chia sẻ mọi người về những cái vấn đề, những cái mất mát trong cái mùa uptrend vừa qua. Như mọi người thấy á, chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền đúng không ạ? Chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền, cũng từ cái sóng uptrend chúng ta chưa biết chốt lời. Chúng ta để tiền lên các sàn giao dịch, chúng ta gửi tiền trong cái Luna, FTX. Thì mọi người thấy mọi người cũng đã mất lại rất là nhiều. Và hôm nay Đức sẽ làm cái video điểm lại cho mọi người thấy những cái vụ hack lớn nhất lịch sử từ 2021 đến 2022 mọi người ha. Như mọi người thấy hôm nay Facebook Đức có post một bài á, là 10 vụ hack lớn nhất năm 2022. Thì những cái vụ nó như là cái con Rodin Brick á, là một cái sidechain chạy song song trên cái Ethereum á, của ASS, cái game của Việt Nam không? Bị hack đến 624 triệu đô la, một số tiền rất là kinh khủng, mười mấy nghìn tỷ tiền Việt ha. Và không dừng lại đó, FTX 600 triệu đô. Khi mà có tin scam á, rồi Binance thì cái cầu nối bị 570 triệu đô, 2 triệu đồng BNB á. Mọi người thấy ở đây rất là nhiều ha. Ở trên Twitter Đức cũng có cập nhật một cái bài viết. Nếu mọi người chưa biết Đức là ai, mọi người có thể theo dõi. Nếu mọi người xem cái video này mà chưa biết Đức là ai, mọi người có thể follow cái tài khoản Twitter của mình ha. Đây. Rồi. Ngoài ra thì mình có viết 3-4 cái bài ha, các vụ hack lớn 2021 nè, rồi chiêu lừa đảo Rodin DeFi thu về 28 tỷ đô nè. Và vụ hack 2022, hai cái vụ hack, hai bài về vụ hack 2022 và hai bài về vụ hack 2021 mọi người nha. Và như mọi người biết á, là năm 2021 hack khoảng gần 3 tỷ đô, 2022 cũng hack gần 3 tỷ đô. Và mọi người mình phải vào bài viết này ha, chúng ta vào đây để cùng xem những cái vụ hack lớn. Mọi người có thể đọc 4 bài viết để biết thêm chi tiết mọi người nha. Rồi. Ở đây là cái vụ Đức sẽ nói tổng hợp. Thứ nhất là cái vụ Ronin Bridge 624 triệu đô. Như mọi người biết á, cái vụ này thì được cả chính phủ Hoa Kỳ họ quan tâm nha, và tiến hành điều tra rất là nhiều á. Và như mọi người biết là một hacker họ cố gắng kiểm soát được, họ đã kiểm soát được 4/9 chữ ký gọi là nốt đó ha. Rồi sau đó họ thông qua một cái việc sơ hở nữa, họ lại kiếm được cái chữ ký thứ 5, đó là thông qua cái việc backdoor trong cái ga phi RBC. Thì nó đã kiếm được cái chữ ký thứ 5 và nó đã kiểm soát được, và nó đã chuyển tổng cộng 173.600 ETH ha, và 25 triệu USDC khỏi cái cầu nối Ronin Bridge, làm cho cái này thiệt hại rất là nhiều. Và mọi người biết á, dự án này nó cũng đã rửa tiền ra bên ngoài cũng rất là nhiều, mà thông qua nền tảng đó là Tornado ha. Đây là vụ hack được lớn nhất trong lịch sử ghi nhận mọi người nha. Và sau đó không dừng lại đó thì FTX mọi người thấy không ạ? FTX là khoảng 600 triệu đô, rất là lớn nha. Quá kinh khủng luôn. Diễn ra tháng 11 nè, sau khi sàn này tuyên bố phá sản theo chương 11 á, thì tiến hành xảy ra vụ hack này. Người ta đang nghi vấn là có thể là ở đây sàn tự hack để cố tình là úp sọt luôn. Và vụ thứ ba trong 2022 ha, là 570 triệu la trên cầu nối Binance Chain. Như mọi người biết cái cầu nối này á, thì nó có 21 nốt hoạt động. Khi mà họ phát hiện cái sự cố này á, đã chuyển 2 triệu đồng BNB là 570 triệu la, và ngay lập tức BNB phải dừng chain, phải ọp 21 cái nốt này lại là bằng việc CZ. Cái này cũng là ưu và nhược điểm luôn. Ưu điểm của nó là có thể xử lý khi mà có sự cố xảy ra, như xảy ra trên ETH thì không bao giờ dừng chain được, nhưng trên BNB họ có thể dừng được bằng việc họ alo cho 21 chủ nốt tắt chain, thì có thể dừng việc chuyển token, chuyển cái tài sản đi của hacker và đóng băng cái tài sản đó, và tiến hành đảo ngược cái giao dịch lại mọi người ha. Đây là điểm yếu và cũng là ưu điểm luôn. Điểm yếu là rất là tập trung, và ưu điểm của nó là có thể xử lý nhanh chóng dứt điểm khi có khi có hacker xảy ra hay đóng băng giao dịch mọi người nha. Và cái tiếp theo đó là Wormhole Bridge, thiệt hại 325 triệu đô. Như mọi người biết cái cầu nối này nó bị thiệt hại là 120.000 ETH, WETH mọi người ha. Và cái quỹ á, để đảm bảo cho có hoạt động của cái cầu này, thì cái quỹ rất là nổi tiếng là quỹ Jump Crypto. Cái quỹ này có đầu tư vào con HFT á, và rất là nhiều cái dự án crypto ha. Quỹ này là một đội mà rất mạnh, quỹ này và quỹ multi và multicoin và một vài cái quỹ là rất là mạnh. Thì quỹ này phải chấp nhận bỏ ra 120.000 TH để giúp lại ETH, WETH lấy pet nè. Cái pet này á, là sao Đức giải thích cho mọi người ha. ETH này á, nguyên thủy nó sẽ chạy trên chain ETH thôi. Nếu mà nó muốn chạy trên một chain khác thì nó phải wrap bọc bởi một cái token trên cái mạng lưới đó và đối ứng tỷ lệ 1:1 trên cái cầu nối. Nhưng mà cầu nối bị tấn công thì cái WETH ETH này nó sẽ mất đi giá trị. Nó giống như là đảm bảo bạn vì á, bạn phát hành một cái tờ tiền á, thì bạn có một tờ phát hành một cái tờ 1 đô thì bạn có một cái đô la giá trị vàng để trong kho để đối ứng lại, thì kiểu cái WETH là nó tương tự như vậy mọi người nha. Và vụ tiếp theo là vụ Nomad Bridge 190 triệu đô nè. Khoảng tháng 8 2022 cầu nối này là nạn nhân tiếp theo và hacker tấn công cái này kiếm được số tiền rất là kinh khủng mọi người. Và tiếp theo là Bintox Farm 182 triệu đô. Rồi đây một quỹ lớn nữa giống như Jump Crypto luôn. Quỹ này là quỹ Wintermute 160 triệu đô cũng bị tấn công ha. Đây nè. Nhà tạo lập thị trường đúng không ạ? Hacker này đã thông qua cái việc sử dụng cái lỗi này nè và một tool địa chỉ ảo giúp cái thị này rút nhiều tài sản. Tổng cộng 160 triệu la, rất là kinh khủng, quá kinh khủng luôn. Và sau đó đều thông qua Tornado để rửa tiền hết. Và vụ tiếp theo là vụ cầu nối trên Eron ha. Trên Eron là 113 triệu đô. Sau khi Eron bị xong rồi thì đến cầu nối Horizon Bridge 100 triệu đô. Mọi người để ý nãy giờ rất là nhiều cái cầu nối xuyên chuỗi bị ha. Cái cầu nối là điểm yếu, rất là điểm yếu luôn. Tại vì bạn muốn có một đồng Bitcoin đi, bạn đâu có thể dịch chuyển vào mạng BNB chơi đâu, bạn không thể dịch chuyển vào mạng Ethereum. Thì nó sẽ có những cái cầu nối là một cái hợp đồng thông minh. Bạn chuyển 1.000 Bitcoin vào đây thì cái cầu nối này sẽ mint ra 1.000 Wrap BTC trên mạng tương ứng bạn cần. Thì khi bạn cần đổi ngược lại thì bạn chuyển cái Wrap này vào cái hợp đồng thông minh thì họ sẽ chuyển ngược lại cái Bitcoin, giải phóng cái Bitcoin này trả ngược về ví cho bạn. Bạn hiểu cái nguyên lý hoạt động thì nó sẽ là như vậy ha. Nên cái này nó sẽ bị tấn công, cái cầu nối brick bị tấn công rất là nhiều. Và tiếp theo là Quybit Finance là 80 triệu đô nè. Và mọi người thấy không? Không lần nãy đâu, nó còn rất là nhiều. Mọi người có thể đọc thêm ở đây nè, nó còn rất là nhiều cái vụ nhỏ mình không kể nổi ha. Và mình sẽ đi đến một vài cái kết luận cho mọi người luôn mọi người ha. Chúng ta trong thị trường này là một thị trường rất là mạo hiểm, rất mạo hiểm. Chúng ta kiếm được tiền, đúng không ạ? Chúng ta kiếm được tiền rất là khó rồi, nhưng mà chúng ta giữ tiền nó rất là khó mọi người. Mọi người hãy cố gắng giữ nó ha, giữ nó và chốt lời nó đúng hợp lý. Chứ mọi người để tiền lên sàn, mọi người thấy không? Để lên sàn FTX mất, để trong Luna, để trong ví stack trên hệ sinh thái Luna cũng mất. Nên chúng ta kiếm được lợi nhuận, chúng ta cố gắng giữ lợi nhuận mọi người ha. Và như mọi người biết á, thị trường gần đây gặp phênh rất là nhiều và nhiều người nói là Bitcoin sẽ không quay về cái đỉnh cũ và thị trường nó sẽ đóng băng mãi mãi, đúng không ạ? Cái thời điểm mà hoảng loạn vậy nó là thời điểm để mọi người có thể mua vào được và mình phải có chiến thuật mua vào trong 2023. Như người biết á, 208 đúng không ạ? Nó bong bóng 208, bong bóng đó cơm rất là nhiều cái bong bóng ở phía trước mà chúng ta không có cơ hội mua được tại khi chúng ta rất là bé. 2000 thì khi đó mình mới học lớp 5, lớp 6 thôi. Mà 2008 mình khi mới vào đại học thôi thì mình cũng chưa có kinh nghiệm. Thì cái lần khủng hoảng này mình sẽ cố gắng xài rất là ít, tiết kiệm hết sức có thể để dành thời gian tích trữ thời gian và tiền để DA, DCA những cái dự án tốt để đón một cái sóng tiếp theo. Những cái dự án nào mình mua mình sẽ public trên Facebook của mình và trên Twitter để cho mọi người cùng theo dõi. Và mình hy vọng là mọi người nhận được giá trị video. Nếu mọi người nhận được giá trị video thì mọi người hãy like, subscribe cho kênh để giúp cho Đức có nhiều động lực phát triển video hơn ở trong tương lai. Cũng như những bạn mới muốn tham gia vào có thể tìm thấy những cái đường link dưới mô tả video này để đăng ký những cái sàn giao dịch crypto như là Binance, như là Hubi để được nhận ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Tiền Thực Toán Capital cũng như giảm phí giao dịch trọn đời. Rồi, cảm ơn mọi người.